Phạm Thoại suốt ngày ngồi hàng đầu xem show thời trang, phá đảo sàn trên quay với màn cắt quốc như đi chợ, tái hiện điệu múa tay độc quyền của Hoa hậu Ngọc Châu. Phạm Thoại nổi tiếng là một TikToker đa tài và có nhiều góc nhìn mới lạ về thời trang. Ngoài ra, anh chàng cũng có niềm đam mê với lĩnh vực người mẫu và từng có cơ hội được sải bước trên sàn diễn lớn. Vắng bóng một thời gian, nam TikToker sinh năm 1996 đã có dịp tái xuất tại sàn runway đình đám, song lại rước về thêm một loạt phản ứng ê chề từ cộng đồng mạng. Theo đó, Phạm Thoại có cơ hội được sải bước trên sân khấu của Asian Kids Fashion Week 2023 cùng nhiều tiền bối như siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh. Nam TikToker còn tái hiện điệu múa tay độc quyền của Hoa hậu Ngọc Châu. Theo đó, anh đã diện một bộ cánh lấy cảm hứng từ các họa tiết thổ cẩm và trang phục của người đồng bào dân tộc thiểu số. Không thể phủ nhận, thiết kế mà nam TikToker diện vô cùng bắt mắt và thu hút sự chú ý của dân tình. Tuy nhiên, màn cách quốc của chàng TikToker lại gây ra khá nhiều tranh cãi. Đa số dân tình cho rằng Phạm Thoại làm tốt phần thần thái, song kỹ năng trình diễn lại chưa ổn định, dẫn đến chưa thể tôn lên hết vẻ đẹp của bộ trang phục. Một số fan còn cho rằng anh chàng sải bước như đi chợ. Trước đó, Phạm Thoại cũng từng có cơ hội làm quen với sàn runway khi tham gia casting cho mùa giải Vietnam Next Top Model 2019. Tuy nhiên, như mọi khi, màn trình diễn của chàng TikToker sinh năm 1996 bị nhận xét khá ô dê và chưa có thần thái sang trọng của một người mẫu chuyên nghiệp. Tuy cách quốc ý ẻ, nhưng trình xăm soi của Phạm Thoại lại khiến dân tình phải bất ngờ. Theo đó, anh chàng từng bị khán giả bắt gặp nhiều khoảnh khắc có thái độ lạ lùng khi ngồi xem show thời trang tại hàng ghế đầu. Cụ thể, một lần nam TikToker dính nghi vấn đảo mắt như răng lạc khi Hoa hậu Khánh Vân trình diễn. Lần khác, anh lại trùm kín đầu và chả buồn xem người mẫu cách quốc dù ngồi hàng ghế đầu. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Phạm Thoại có những bộ trang phục hay thái độ gây tranh cãi khi đi dự sự kiện. Với phong cách dị và lạ đời chẳng giống ai, nam TikToker đã tạo nên hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ dù vấp phải các ý kiến trái chiều về thời trang. Trước đó, Phạm Thoại có cơ hội tham dự show thời trang Việt Nam International Fashion Week. Trong sự kiện, nam TikToker chọn outfit làm dân tình liên tưởng đến một siêu nhân hồng, khoác thêm váy trắng và ngay lập tức anh chàng đã hóa thân thành một ma nữ tóc dài che kín mặt khi bỏ lớp mặt nạ siêu nhân khiến dân tình mắt chữ A mồm chữ O. Trong buổi họp báo công bố top 42 bán kết Miss Fitness Việt Nam, Phạm Thoại hóa thân thành một nàng công chúa rực lửa với bộ váy đỏ nổi bật, phân ta xòe rộng và cầu vai, tay áo đến nơi cùng màu, làm nổi bật lên chiếc áo bên trong và đôi găng tay xanh đậm. Nam TikToker cũng khiến giới mộ điệu Việt ngỡ ngàng với những màn lên đồ hoành tráng tại tuần lễ thời trang Seoul Fashion Week. Phạm Thoại cho biết bản thân đã chi số tiền khủng để chuẩn bị chặt nát sự kiện đình đám làng mốt này. Anh từng chia sẻ, mình đã chi khoảng 400 đến 500 triệu đồng cho chuyến đi này. Tuy nhiên, sang bên đây không bị ai chửi hết. Mình rất được mọi người nhiệt tình săn đón nên cảm thấy khoản chi này cũng đáng. Nổi lên từ loạt video bán hàng giả gái và bình luận có phần chua ngoa và hài hước, hot TikToker đã thu hút lượng lớn người theo dõi. Anh chàng còn chia sẻ những video phối đồ độc lạ gợi sự tò mò của khán giả. Chính vì vậy, Phạm Thoại không ít lần lọt top trending. Hoạt động ở lĩnh vực sáng tạo nội dung, Phạm Thoại cho thấy sự phá cách độc đáo trong góc nhìn của mình về nghệ thuật may mặc. Nhờ đó, anh luôn mang đến các bộ cánh không đụng hàng tại những sự kiện lớn. Đồng thời, đây cũng là yếu tố giúp hot TikToker sinh năm 1996 thu hút sự chú ý của người hâm mộ mỗi khi tham dự chương trình đông người. Phạm Thoại là một trong những hot TikToker trẻ có các hoạt động nổi bật tại làng giải trí. Đặc biệt, anh có niềm đam mê mãnh liệt với thời trang cũng như việc làm mẫu. Tuy nhiên, phong cách của chàng TikToker sinh năm 1996 đôi khi sáng tạo quá mức dẫn đến ô dê và nhận nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng. Thời gian qua, anh chàng cũng đã biết lắng nghe và cải thiện hơn về gu thời trang của bản thân. Sự tiến bộ của Phạm Thoại giúp cho nam TikToker này ngày càng nhận được cái nhìn tích cực hơn từ người hâm mộ Việt Nam. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.